khi bệnh nhân Nhi 3 tháng tuổi bị nhiễm COVID-19 từ Vĩnh Phúc xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để được chăm sóc và điều trị, thì tôi là một trong những người xung phong tham gia vào công tác chăm sóc và điều trị cho cháu. Nơi tôi công tác là bệnh viện tuyến đầu, nên chúng tôi đã trải qua nhiều đợt dịch như sốt xuất huyết, thủy đậu, rubella, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Một ngày làm việc trong đại dịch COVID-19 này nó khác hẳn với so với những ngày bình thường. Khung cảnh bệnh viện lắng lại, không còn cảnh tấp nập người bệnh đi khám nữa. Nhưng đối ngược với nó là những cái công tác chuyên môn của nhân viên y tế thì đã được đẩy cao lên. Cái nỗ lực chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID ở mỗi nhân viên y tế đều nâng lên rất là nhiều. Khi mà chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 thì chúng tôi bắt buộc phải phòng hộ đầy đủ, trang phục bảo hộ. Mặc dù đã được đào tạo phổ biến về những cái quy trình chăm sóc bệnh nhân, phòng hộ bảo hộ, nhưng mà chúng tôi vẫn lo lắng, nhưng chúng tôi phải luôn giữ được tinh thần lạc quan. Tôi là người trực tiếp chăm sóc bé khi bé vào bệnh viện Nhi, thì ngay hôm đó trẻ được lấy máu làm xét nghiệm. Thì với cái trẻ nhỏ như thế thì lấy máu thì trẻ đau và trẻ khóc. Khóc thì cũng rất sợ, tôi cũng rất sợ là liệu cái virus từ miệng họng của bé có văng vào mình hay là không, liệu mình có hít phải cái virus đó hay không. Mặc dù biết là COVID-19 này tiếp xúc gần có khả năng bị lây nhiễm, nhưng mà đặc thù công việc của chúng tôi là phải tiếp xúc gần bệnh nhân, thì chúng tôi mới hiểu được bệnh nhân và chăm sóc được cho bệnh nhân. Trước kia thì hết ca làm thì chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng mà khi đại dịch COVID-19 này thì tôi phải ở lại bệnh viện hơn 2 tháng nay rồi. Toàn bộ cái nhóm nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thì đều được cách ly trong vòng 14 ngày. Và khi đó thì cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn vì cách ly với gia đình nhà mình. Khi đó thì chồng tôi vừa là người cha, vừa là người mẹ trong gia đình, lo lắng mọi sinh hoạt trong gia đình. Hạnh phúc của tôi là khi bệnh nhân trải qua một tình trạng hôn mê, khi mà bệnh nhân tỉnh dậy, ánh mắt của họ đầu tiên mở ra là nhìn thấy điều dưỡng chúng tôi, nhìn ánh mắt của họ hạnh phúc lắm, thì thế chúng tôi cũng hạnh phúc. Chứng kiến những nụ cười và những giọt nước mắt của bệnh nhân khi được ra viện, thì những người đứng sau cánh cửa là chúng tôi, một cảm xúc dâng trào hạnh phúc, thì thế chúng tôi yêu và gắn bó với nghề nghiệp của mình.